Chị là Duyên có một người bác là bị về ung thư não về thời kỳ cuối, thì sau khi nghe chiều sơ qua về sản phẩm của Nuskin thì bác và Duyên cũng ở Việt Nam cũng muốn trải nghiệm cái sản phẩm của Nuskin, thì hôm nay thì Duyên có dịp về nhân dịp về Việt Nam và Duyên có ghé thăm nhà bác, và Duyên cũng muốn bác chia sẻ với chị sau khi trải nghiệm sản phẩm của Nuskin được 4 tháng thì bác cảm nhận như thế nào, và nói là vì trước khi mà sử dụng thì bác như thế nào và sau 4 tháng thì như thế nào, để các anh chị cùng hiểu rõ về sản phẩm của Nuskin nha. Duyên giới thiệu, đây là bác của Duyên, bác của Duyên, đây là vợ của bác. Và cô cho con hỏi, cô chia và bác chia sẻ cho con biết một chút là bác bị bệnh như thế nào. Bác bị bệnh là trước khi là bác đi đứng bình thường, nhưng mà sau một thời gian đó thì bác cái chân bên tay phải và cái tay bên tay phải mất cảm giác. Khi đi đo thì cái chân không có giữ được thăng bằng và rớt xuống. Một thời gian thì khi dắt xe thì bị nhòn tay. Khi đó thì gia đình thấy đó thì cái điện cho con gái nghe, thì con gái đi đưa chị ấy mà bắt đi Sài Gòn, thì đi bệnh viện thì mà chưa có đi thì có người khuyên bảo là đi bác sĩ tư, thì sau đó thì đi bác sĩ tư thì ông ta nói là cái bệnh này là không có thể chữa, nhưng mà chỉ có là mổ, mà nếu như muốn mổ á thì mình phải về Đà Nẵng mổ về gần gia đình tiện nghi hơn. Thì thấy chi phí nó cũng tốn kém quá, mà con gái cô nói chung chung là cũng có quen một người bạn, một người đã trước là cũng ở Hội An, gia đình Hội An đi qua bên nước ngoài, là con bé Duyên đó, cô đó là tên là bé Duyên. Sau đó thì cũng tâm sự qua lại bên mạng đó, thì có gửi kêu là bác phải gửi cái phim và Dạ, thì lúc quà đó Việt Nam chị á. Trang có nói chuyện với con, và sau đó thì con cũng trình bày với lại chị Trang là về cái clip của bác sĩ Mai Xuân Phương về căn bệnh của bác là như vậy đó. Thì khi đó thì chị Trang và bác cùng cả gia đình thì cũng ngồi coi cái của bác sĩ Mai Xuân Phương, và lúc đó là quyết định cũng sử dụng sản phẩm của Nuskin. Và lúc đó Duyên cũng đã chị Trang viết một cái con gái của bác đã viết cho Duyên một lá thư, và sau đó Duyên cũng nhờ chị và khoa học gia Thùy Trinh giúp đỡ dùng. Thì lúc đó khoa học gia Thùy Trinh với nói Duyên á là hãy gửi hết những cái hồ sơ bệnh án của bác qua bên Mỹ để cho chị đi xem, rồi lúc đó chị cứ tư vấn sau. Thì lúc đó cả gia đình đã nộp hồ sơ và gửi cho chị Trinh. Thì lúc đó là chị Trinh có nói với Duyên á, là chị Trinh có hai anh em á, là bác sĩ chuyên khoa về não. Thì lúc đó mọi người coi thì hầu như là cũng đã bó tay, là nói là bác của Duyên không thể cứu được tại vì cái não không quá to. Thì lúc đó thì chị Trinh cũng nói là ok, bác sĩ cũng đã Việt Nam thì cũng đã bó tay rồi, mà bác sĩ Mỹ thì cũng đã bó tay, thì chị Trinh sẽ với tư vấn cho đúng những cái sản phẩm của Nu Skin, thì nó là để cố gắng trải nghiệm cái sản phẩm này một thời gian. Thì lúc đó thì cả gia đình cũng quyết định là ví dụ như là bây giờ trước sau thì cũng chết thì cũng muốn là thử trải nghiệm thử coi, thì cũng nghe là sản phẩm Nu Skin tốt đó, cũng trải nghiệm thì như thế nào. Thì và bây giờ cả nhà đã cho bác uống. Thì trước khi mà trải nghiệm về sản phẩm này thì bác có nghe nói là bác hình như là không đi đứng gì được không cô? Dạ, cô nói cho bác Trước nghe. khi mà bác chưa uống cái thuốc đó, uống thuốc của cháu Duyên gửi về đó, thì bác thì bác không không nói nhưng Alo. mà rất chậm, mà Alo. muốn nói một cái chi đó nhưng mà suy nghĩ ngoài trong đầu óc mà nói không ra, rồi là thôi không nói nữa. Hay là mình có diễn tỏ ra là muốn cái nớ hay là lấy cái kia thì bóp nó đúng thì bóp nó gục đầu, mà không phải thì bóp nó thôi. Còn cái tay phải và cái chân phải của bóp á là không có cảm giác một cử động được, muốn đưa lên là phải lấy cái tay trái theo này.
thì phải lái cái tay trái mà bợ để qua, hay là muốn hơn chiếc dép vô á thì phải bợ cái chân á mà đẩy chiếc dép vô, hay là bóc giúp dùm cho bóc ra. Chứ còn tự bóc không có thể tự làm được. Sau thì nghe cái chuyện đó thì gửi thuốc về cho bác đó. Nhưng mà khi mà đi vệ sinh đồ cá nhân rồi là bác đi vệ sinh cá nhân á là bóp rồi con ta bóp phải dìu 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 đi và đi một cách rất khó khăn, phải dìu cho bóp hơi bay người đưa từng bước đẩy bước chân phải tới rồi đẩy trước chân phải tới. Rồi khi tới vô toilet đó là bóp phải làm thủ tục cho bóp đi. Cái chi cũng là bóp phải làm hết, bóp không có tự giác mà làm. Nghe cái chi nói là như là ban đêm là bạn phải ban đêm là bóp phải bật cái mino đó. Mino. Ban đêm mà phải bật cái mino để ngủ, chứ không nhiều khi đi tiểu ra mùa cũng không biết. Không có cảm giác là mình muốn đứng đi. Thế là thì mỗi lần mà bận thì hai mẹ con cũng rất khó khăn. Vì bất không cử động được nhất nên khi mình bợ nó cũng hơi nè. Sau thời gian thì uống thuốc nó gần trong khoảng nửa tháng thì tự nhiên mất có thể là nhất nhất. Hay là ngầu ở trên cái giường này. Trong thời gian là uống là trong thời gian nửa tháng á. Nửa tháng là không có kết quả. Mà trước đó thì muốn ngầu cái giường này á, mà muốn xe dịch qua cái ghe bón á, là để qua xem TV á, thì không được. Rồi phải tới mình bợ rất khó khăn cho hầu bợ đi đâu là bợ chồng với má chồng có chi thì bất cứ thẳng nữa thôi. Vậy mà trong thời gian đó thì khoảng nửa tháng á thì bất cứ làm được, tự ngầu gượng ngầu lên được và tự xê dịch qua cái ghế một bên cái giường được. Thì trong thời gian đó thì tới một tháng sau á là bất tự đứng dậy một bên, bất tự đứng dậy một chậm bóp chống mà cái mùi cho bóp cái cây mà cây bóp chân đó, cái cây của bà cháu bóp chống bóp cây đi qua đi lại một ngày nó vừa ba lần đầu cái trâu nó sao chứ nó không phải là đâu thì đi mà hiện giờ từ bữa nay á là gần 4 tháng rồi mà bóp có thể là khiêng cái giường bó đập giường cũ bác rất mừng khi nghe con ra bệnh á, bác rất khổ ngỡ là mình được duy hòa không có ai lo cậu thì đi xa mẹ cháu thì bây giờ khi nghe nghe bác á bác đập được cái nữ đập được cái bản thân của bác á cho nên bác cứ thì cũng không cần bác bác rất mừng đó là cũng như đời giao cho bác là rất là mừng. Từ xa thời gian đó thì bớt ăn uống đều lộ mà ăn rất ngon miệng. Kể cả bữa hôm nay mà bản thân cũng bình thường. Mà việc nhờ là bớt đó thì giúp cho bớt ghế nữa. Có thể là giúp chẳng hạn như là đem ủ quần phơi hay là đem ủ quần vô. Chứ tổng tâm thời gian nó một mình bớt quá xíu gia đình. Con cũng nghe cái trên nói mà cũng liên lạc thường xuyên mỗi tuần và cũng liên lạc với khoa học gia thì Trinh cô bác. Thầy Trinh rất là kiểu như là rất là quan tâm tới bác, cứ cũng hai con cũng hay liên lạc để chỉ dẫn con thì rất là nhiệt tình. Là thì khi mà nghe chị Trê nói với con gọi qua mà sau trước khi con về Việt Nam á thì chị nói với con là bác đã đi đứng được rồi là tự làm nữa hết. Con nghe mà con rất là cảm động, con khóc luôn, con khóc thở, con không ngờ là cái sản phẩm skin nó tốt như vậy. Nhưng mà khi mà thật là bất ngờ hơn á là khi mà con tới con thăm là con thấy bác còn hơn cái sự tưởng tượng của con luôn, là bác có thể đứng lên bác đi và bác mặc da dẻ rồi hồng hào rồi. Và thật sự là con cũng thay mặt bác con cũng cảm ơn khoa học gia Thiện Trinh và Aloha đã giúp Duyên đã tư vấn cho bác và dùng những sản phẩm để giúp mà được cho gia đình của bác có ngày hôm nay. Và đây là phần chia sẻ với các bạn và Duyên cũng muốn bác Duyên dùng con những cái sản phẩm mà đã giúp cho bác của Duyên về những cái ung thư não. Đó là đây đó là thuốc làm Marine Omega. Cái thứ hai nữa là cứ bình thường. Okay. Nhưng mà cầm đưa cái sản phẩm ra, cái tay sản phẩm ra ngồi trước đó. Cái tay là sản phẩm mà bác
thường sử dụng trong 4 tháng nay, đó là Marine Omega. Cái thứ hai nữa là Nano COQ10. Cái thứ ba là Rishima. Cái thứ tư là Corima. Còn cái thứ năm nữa là Tirin. Đây là năm sản phẩm của Nu Skin đã giúp cho bác có được cái sức khỏe hôm nay. Dạ. Rất có hợp giá. Có, và sau đó Duyên cũng đã đem tặng về tặng cho bác một life pack nano. Sau khi nghe bác đã khỏe và Duyên rất mừng, và Duyên đã tặng thêm cho bác life pack nano để bác uống mỗi ngày. Mà có cái gạo mà Vitamil đó, đó mà không biết bác ăn được không? Có, bác ăn được. Em gần hết rồi. Ồ, bữa hơi bữa là bớt náo. Bớt náo bàn cơm bình thường, nhưng mà cái gọi nó náo thì nói chung nó hơi lao. Dạ. Bớt náo vô một trong cái nồi cơm nhỏ, rồi đổ nước thì nó hơi nhiều xí, mà náo thì nó hơi lao. Bữa đào á, nói chung mình cũng không biết. Dạ. Náo nó bị cháy. Dạ. Cái thấy cũng tiếc. Nhưng mà trời không lại cháy mà cho ổng ăn thì cũng không được. Cái phơi về sau có mất kinh nghiệm, có đổ nước nhiều một tí. Cái trừ đổ vô nồi cơm điện á là náo là nó tiện hơn. Dạ, thì cái Vitamil đó là rất là tốt. Thì thay vì bác biết không, ở Việt Nam nhiều người đó họ mệt mỏi quá, họ không phải đi truyền đạm, truyền đồ để vô trong người đó. Nước biển đó thì khi mà mình đi tiểu thì cũng ráng, không có hấp thụ trên dòng người của mình. Thì khi mà bác ăn cái Vitamil mà giống như là đi truyền đạm vậy đó, cái chất đạm nó nhiều quá, ăn vô là bao nhiêu là nó xấu cho người như của mình, biết mình khỏe hơn. Hai gúa bự, hai gúa bự mà không ăn thì còn chừng đi. Ôi à, ăn cơm nhìn đi, đến ngày đi náo rồi, còn mà nó thâu để ngày mai đi náo. Dạ, còn cái nước cấp nữa không? Cái nước mà là cái gói vuông 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 á, cái hộp đờ cái gói giống như sữa á. Dạ, gói rồi mà nó chất ra đào á phải. Dạ, là bắt cũng uống một ngày một gói, hai gói à? Ngày một gói. Cái gói mà đờ giống như đen, sữa. Đen. Đờ nè, uống một gói thôi. Một gói, dạ. Ngày một gói á. Cái đó là bác đã, tất cả những sản phẩm đó đã giúp cho bác. Vâng, bác chia sẻ chút xíu với lại khoa học gia Thị Trinh nha. Dạ, Duyên cũng muốn quay này để tặng chị đây, Thị Trinh. Dạ, chị, nó nói. Dạ, bác có vài lời nói nhắn với lại người. Nói đi, để nghĩ. Nó ở đây cảm động quá. Không có chê hết trơn mà nói vô nói chuyện bình thường như đã rồi nói đó kìa. Nói đi. Không ra được. Cộng đồng quá không nói được. Cộng quá hả? Để bác uống mấy cái sản phẩm này bác thấy sao? Khỏe hả? Bác thi trên này bị bắt đi bác sĩ nữa, bác đi không? Không đây, nhất định là không đây. Bác sĩ khoa học gia thì trên nói là Duyên á, là đúng sau 4 đến 5 tháng á, thì cả bác đã khỏe rồi, thì nói Duyên phải dẫn bác đi bác sĩ lại để chụp phim lại. Nhưng mà bác nói không có đi nữa, chỉ uống sản phẩm của Nu Skin thôi, chỉ tiên thì Trinh thôi. Nhưng mà ngồi cái này ra bác cũng uống kết hợp với lại thuốc bác sĩ đúng không ạ? Thuốc bác sĩ chỉ có hai thứ thôi. Dạ. Hai thứ là để bắt đưa con coi. Dạ. Thì thay vì uống những cái này thì bác Duyên cũng vẫn uống của bác sĩ cho. Chứ không có ngưng. Thì thuốc của bác sĩ cho là bác chỉ uống một ngày ba viên này và một ngày là có một cái viên này cho bên đó, cái này cho dạ dày. Chỉ hai loại này thôi rồi, và sau đó là cái hợp uống 5-6 sản phẩm của công ty Nu Skin. Mình đang nhìn da bác vẫn hồng hào. Bác ăn được láo. Dạ láo. Mấy bữa là cái mặt bác tốt, chôn này ốm.
đó bóp, con thấy cái hình của bóp là bình thường đã ốm rồi đó, khi đau cũng ốm nữa đó, trừ là ẩm mập rồi, trừ ốm đó, trừ ẩm mập lên rồi đó. Dạ bóp cũng thay mặt à, cảm ơn bác sĩ Chi Trinh, khoa học khoa học Trinh là đã hàng đã nghiên cứu và giúp đỡ những cái thứ thuốc cho cha chồng bác uống. Dạ bác đứng lại đi một chút đây, cho mọi người thấy là hồi trước là bác không có đi được ha, cho bác đi 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 vào đây con đó, không cần viện hồi là trước là bác phải viện nhưng mà bây giờ là bác tự nhiên đã đi tự đi một mình đó, có thể cầm đồ được ha bác ha, cái hồi xưa đâu cầm gì được đâu à, bây giờ đó đã cầm đồ cầm tự phúc an và tự làm việc trong nhà, chẳng hạn như nấu một tấm nước sôi.